Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang sống trong những ngày giữa tháng 5 khi bước vào đầu hè, nhưng rất nhiều quý vị trong số chúng ta cũng cảm thấy là thời tiết đã bắt đầu trở nên oi nóng hơn. Nắng nóng cũng đã bao phủ nhiều tỉnh thành trên cả nước với nền nhiệt độ chung lên đến là 39 cho đến 40 độ C. Các chuyên gia cũng cho biết nắng gắt đi kèm với chỉ số UV hay còn gọi là tia tử ngoại, tia cực tím sẽ rất cao, gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của người dân, trong đó có làn da, nếu như không được chăm sóc và bảo vệ đúng cách. Và thực tế thì trong những ngày gần đây, lượng bệnh nhân phải đến các cơ sở y tế thăm khám các bệnh về da liên quan đến nắng nóng cũng có xu hướng gia tăng. Sau đây sẽ là ghi nhận của kênh truyền hình VTC9 tại Bệnh viện Da liễu Trung ương. Bị giám má từ lâu, nhưng những ngày nắng nóng gay gắt vừa qua, làn da của chị Nguyễn Thị Hương bị tổn thương nặng hơn rất nhiều. Những vết nám lan rộng hơn, hai vùng má đen sậm. Tới Bệnh viện Da liễu Trung ương thăm khám, bác sĩ cho biết nguyên nhân của tình trạng này là do công việc thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nhưng chị không chăm sóc bảo vệ da đúng cách. Công việc của tôi thì làm thì ngồi lòng đường thì vẫn cứ che đội lón thôi, không ngồi nhưng mà bịt khẩu trang đội lón. Cả năm nay thì tôi không dùng kem bôi trắng da mà chỉ là dùng kem chống nắng buổi sáng từ 3:30 đi chợ cho đến trưa thôi ạ. Từ hôm tôi thấy nắng, thời tiết nó nắng nóng thì cảm thấy nó lan rộng, nó lám để thì đen hơn. Về kem chống nắng, dù một ngày bạn bôi một lần vào lúc 4:00 sáng, chính vì thế cái việc bảo vệ của làn da bạn với kem chống nắng là gần như là không có tác dụng gì hết. Chưa nói đến việc là cái chỉ số chống nắng có phù hợp để bảo vệ da bạn không thì chưa xét đến. Thì ngay cái liều lượng bôi và thời gian bôi như vậy là chưa hợp lý. Những ngày qua, cả nước đón nhận đợt nắng nóng đầu tiên. Đáng nói tại nhiều địa phương, nắng gắt còn ghi nhận chỉ số UV cực cao. Cụ thể, chỉ số UV tại thành phố Hồ Chí Minh có ngày ở mức 9 đến 11, mức rất nguy hiểm, nguy cơ làm tổn thương da, mắt. Trong khi đó, Hà Nội và Đà Nẵng cũng ghi nhận những ngày chỉ số UV chạm mức từ 9 đến 10. Theo Bệnh viện Da liễu Trung ương, những ngày gần đây, lượng bệnh nhân đến khám các bệnh về da tăng hơn, chủ yếu liên quan tới ánh nắng như giám má, sạm da, v.v. Ánh nắng hay là tia UV là một cái tác nhân, cái yếu tố nguy cơ gây ra rất là nhiều các cái vấn đề đối với làn da của chúng ta. Có những cái vấn đề do UV gây ra có thể cấp tính, ví dụ như chúng ta tiếp xúc ánh nắng trong một thời gian kéo dài trong một ngày vào các cái giờ cao điểm có thể gây ra các cái tình trạng như là cháy nắng, bỏng nắng, thậm chí là say nắng, say nóng, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh. Còn đối với những trường hợp mà tiếp xúc với ánh nắng kéo dài, mạn tính thì có thể gây nên những các cái tình trạng như là giám má, sạm da, các cái tổn thương lão hóa da, rồi các cái nguy hiểm hơn cả đó là các cái tình trạng của ung thư da. Dự báo hè năm 2020 sẽ tiếp tục ghi nhận những đợt nắng nóng kỷ lục, chỉ số UV cao kéo dài. Vì vậy, người dân cần lưu ý bảo vệ làn da, bôi kem chống nắng đúng cách, đủ liều lượng, trung bình 3 tiếng bôi một lần. Ngoài ra, cần thường xuyên bổ sung nước, chất dinh dưỡng, giúp làn da khỏe hơn, đẹp hơn. Việc bổ sung yếu tố vi lượng hay nước rất quan trọng cho làn da, nhất mùa hè này chúng ta nếu chúng ta nắng nhiều quá chúng ta gây sốc nhiệt, mất nước có thể là gây choáng váng và rất mệt mỏi. Còn yếu tố vi lượng thì vô cùng quan trọng rồi, chúng ta bổ sung qua hoa quả hoặc đơn giản nhất chúng ta bổ sung những yếu tố vi lượng như kẽm. Cái kẽm rất tốt cho da, tại vì bản thân kẽm nếu chúng ta đủ lượng yếu tố vi lượng kẽm nó cũng tham gia da chúng ta mỡ mất trắng. Nên chúng ta thấy là dược mỹ phẩm hoặc là trong một số mỹ phẩm hoặc là trong thuốc hay khuyến cáo là bổ sung thêm yếu tố vi lượng kẽm. Các chuyên gia khuyến cáo, để bảo vệ làn da khi bước vào mùa nắng nóng, người dân nên hạn chế ra đường vào thời gian cao điểm nắng nóng trong ngày, đặc biệt từ 11 đến 13 giờ. Khi ra đường nên mang theo khẩu trang, quần áo dài tay, hạn chế không để làn da tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.